hàng loạt ngành học có điểm chuẩn trên 29 điểm. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Điểm chuẩn dao động từ 26,73 đến 29,1 điểm, trong đó 3 ngành trên 29 điểm gồm báo chí, quan hệ công chúng và Hàn Quốc. Ngành quan hệ công chúng có điểm chuẩn cao nhất là 29,1 ở khối C00, tức văn sử địa. Mức này cao hơn năm ngoái 0,32 điểm. Ngành Hàn Quốc có điểm chuẩn là 29,05 điểm và báo chí có điểm chuẩn là 29,03 điểm. Các ngành còn lại lấy đầu vào phổ biến khoảng từ 27,38 đến 28,83 điểm.